បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានលើកយកម៉ូតសក់ថ្មីទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះជំនាញកាត់សក់ហើយនិងបងប្អូនដែលគាត់ចេះហើយគឺគាត់នៅស្ទើរអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនេះឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះជំនាញកាត់សក់ហើយនិងបងប្អូនដែលគាត់ខ្វះថាវិការទៅរៀននឹងនៅកន្លែងជាង ហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មានភារកិច្ចរវល់អញ្ចឹងគាត់អាចបានទៅរៀននៅជាងទេហើយបងប្អូនអាចរៀនតាមរយៈ YouTube បានហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង Channel ខ្ញុំទៅបាទគឺឈ្មោះ ខ្មែរ Barber បងប្អូននឹងទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីៗហើយបងប្អូនបើចង់រៀនជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាទសញ្ញា តាមបតពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកាត់រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកជូនដល់បងប្អូនអត់មានលក្ខលៀមទេបាទហើយបើខ្ញុំមានចំណុចណាខ្វះខាតបងប្អូនជួយកែប្រែផងបាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនមែនជាជាងអីជំនាញដែរគ្រាន់តែខ្ញុំមានបតពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចចែកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់នៅស្ទើឬគាត់មិនទាន់ចេះហើយបើបងប្អូនចេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទហើយម៉ូតនេះគឺហៅថាម៉ូតឡុងសុងបុរាណយើងចំពោះម៉ូតឡុងសុងគឺមានច្រើនម
lang tì. Pru sọ quát, pru tùm rung bà quát, hơi nâng sọ rồi bọc quát, nhưng mình ai cắt chú một lòng sông đài miên sầm màu bọc đánh lang lưu khăn bê tì. Bà chú một sọ bọc đánh lang lưu, cứ tùm rung bà quát, cứ ở xóm tì, chẳng hỏi bọc ôn thử cắt một ní hay quát bà. Một lòng sông một bà lệ khlây. Hơi một lòng sông một bà lệ khlây, cứ dừng cắt hàng cọm ní. Ôi khlây bằng tách hơi ở lang lưu tì bà, chẳng phù hợ. Một bà liếc cái dương lướt tại bàn tay tì, khang lướt cái dương tục ra thòm bà đà. Nâng ở dương prơ ra thông, tập bốn cái dương prơ ra thông. Cả nà sọ ra cái dương prơ ra thông xanh chạm dương rùi cháu chạm dương prơ ra tàu vinh. Đồng bây dương xùm át chương krom nâng ở xa. Prua ra thông ní cái dương mình ai cắt rùm linh ở xa tì. Tòa tay dương prơ ra tàu. Nâng ơi, đập bì dương cắt cà thông rùi cháu cái dương prơ cà tội bình bà. Prơ cà tội ní cái năm bây xùm át chương krom nâng ở đăng bà. Công ôi vì nơi quế nơi cà phê. Hơi xông trùm riêng đô bộ bồn thà chương sọ nâng cứ dương mình lưu khlang phê tì. Lưu khlang bán trùm bú tái sọ ná nâng tùm ruông bà ná đại viên tùm ruông xa mà chẳng dương ai lưu lăng lưu bàn. Hơi chúng buộc một sọ quạt ní cứ cái lại chương sọ quạt nó cứ sai quạt ở bình thì chẳng việc phốt bằng tay chẳng dương cắt mình ao lần lưu bị tì. Hơi từ 8 ca quạt cả mong phong. Quạt cả mong sọ rồi bỏ quạt cứ quạt ở trong ai cắt lạc hả nạ xích xí rư lược lần lưu bị tì. Quạt trong tục hàng lưu nó riêng về một tay. Chẳng hơi cứ dương cắt một này quạt tới đang bây tùm rớt chất rồi bỏ quạt. Hơi ca cái chân này ca dương xâm ất xâm át xâm khăn lời dương nâng ngay bà dương xâm ất xâm át ở kê bà hơi một sọ ní cứ xâm khăn chương krom nâng ngay bọn bốn chương krom nâng thương mách ở xâm áo hơi vì miền một liệt bằng tạch nâng ngay sọ quát cứ kra bà hơi tùm ruộng bà quát cứ có ở xâm áo đài chẳng hơi dương cắt một ní quát bà hơi một ní cứ hai thà một lòng sông bà một lòng sông nhạc là tới hai một lòng sông thay nhạc là tới hai một một bà liệt hay bộ phôn khá nóng của quạt hai thà một con cửa lọt bà hay một con cửa lọt thì dương cắt một đi ói của bà đài bà từ một ở bồ ràn hay trong phố sọ khá thì dương ai cắt bồ ràn lê sở máy bàn bà hay bà bộ phôn trong khơi nhà một bồ ràn lê sở máy bộ phôn châu tức nông channel trong tới bà chung mua channel khmer bà bớt trong miền bằng riêng bà group mode group way bộ phôn châu từ hơi bà bộ phôn vừa tha vì tàu trong miền phải giàu đo bộ phôn xong bộ phôn bà chui cho subscribe môi tới là bây giờ tụi bàn vì tàu trong lực rồi bà
khnom bong hoa tới bong ôn nung tụt tuột bán mê riến bị khnom bà nung ơi anh ấy chum hiền khang nám bong ôn trơ cắt bị còi tới bà anh ấy chỉ tụm lọp bọc khnom cứ chum hiền khang nám cứ khnom cắt trường sọ bị còi tới môn bà hay bong ôn bà che cắt bị mốc có bán còn tay anh ấy chỉ tụm lọp đi vì mình khâu mình ấy đi chỉ tụm lọp bọc khnom cứ khnom cắt hàng còi tới vì cứ nghi sruồi bà nhưng mà dân do chân tới dân do ta crom crom tê bà dân khăn lứa cái dân tục ra pru một một liệt khay ní cái dân do tại bà khăn crom nấn bà hơi chung pru một ní bư nơi khăn thái cái hai một lòng sông nạp còn tại nơi khmai dân cái hai tha lòng sông một liệt bà hay cơ sở mà chia sẻ trong buộc cả tha thì máy nâng cao bằng riêng bộ ôn bà bộ ôn mình vô trong ná xong bộ ôn mà không mình hàng cầu máu đam bay nhom chui mình chạm mình thay mà hay bà nhom khó chớn xong bộ ôn chui chui cái prai bà đam bay nhom vì vót luôn tới bàn ố hay nhom nâng prap đo bộ ôn bàn to tới tiệt bà hay nhóm cơ sôm chụp riệp đào bọc ôn thà nhóm cô mình men chỉ chieng cắt sọ ấy chụp niên nay bà cứ nhóm cắt sọ thòm đa tê bà như ngày chương cấm cứ dương sâm ad ơi ad đâm bay thưa sâm màu nắng ơi lo đâm bay thưa chương sọ nắng mưa tới vi ơi mót bà dân chia diêm xâm át chương cồm tới cùng ao về nơi cồm nứng về mưa tới cả khang pì hơi về cùng ao khmai khang pì nâng ơi mưa tùm rung bà quát khang cơi á cứ riêng port chẳng hơi cứ dương ọt ai cắt mục bị liệt clay là lư khang pì tê cả na run clay tới cứ khao chơi bà quát nâng ngọ chẳng hơi cứ dương cắt một này quát tới nâng nâng trâu chầm nong chầm nấu chặt rồi quát phong pru quát quạt cả mỏng cắt tại màu thòm đa nắng hơi quạt chọn tục hàng lứa riêng cả rồi sọ quạt nắng chào quạt có riêng 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 đôi ta sọ cái hai hai tập pè chứ mong bốn sọ quạt tập pè chẳng hơi quạt chọn ở hàng một nắng khay pè chẳng hơi cái dương sáp tùm lẹ tít mau bà có mọi viên nơi cả pè cả là dương mình cắt sáp viên chẳng cứ viên nơi cả đom đom tàu pè dương sáp chẳng tới vía bay cả đom đom luôn tới vía sai smile nâng ơi anh nâng chi tùm lọp bọc nhóm hơi tùm lọp bọc ôn thư giang nà sát xong bọc ôn thư cho tư hơi bọc ôn toàn đăng hơi bọc ôn mình toàn dối ba riêng ạc vọt tam khiom tư mà hơi cơ xong mà chia sài phong cho bọc ôn khá quạt chong bọc riêng cho mùi khiom toàn hơi khiom của chong bạc bằng riêng này bằng tay khiom vì ở toàn miền pê cục con hơi đứng ở miền cần lại mà cần lại nặng nơ cần lại bà can chẳng cứ ở toàn miền nhạc nặng từ lùm từ lìa trên chẳng hơi chẳng mơ ở ca miền ở ca trong đường thưa tàu xe ru hờ nơi không tiền ấy cứ trong lũ đầu phong trong cạp sọ phong chẳng hơi cứ trong mình ai toàn từ tuổi bóng phong thì trong mình lẹ mình trong ấy thế khi chăm chăm bảo riêng bảo ôn nói che mà pru chấm niên nấy cứ nghi sruol rơ lôi mà giang đài ở tại bảo ôn che bật bật còn còn thay tại khi chăm vì toàn miền ở cả o chăm bảo chăm miền tia trầm tới khi chăm đừng từ tuổi bảo ôn màu hơi bảo ôn màu bị chung ngái tua miền tia sanh nở bảo ở miền tia sanh nở của bộ bà đài chẳng hơi cứ khi chăm toàn hiền từ tuổi bảo ôn thì hơi ca bảo riêng bảo nhóm bà cứ nhóm ở chơi lẹ đôi kia thì cứ nhóm ở bóng riêng bộ ổn bà prap ao chạp chơi ao chạp bà ao chạp chơi hói ao chạp ai prokop một đồ bộ luôn ai bàn chẳng hơi bảo bộ ổn bà toàn ở này ấy tế bộ ổn riêng tam để dạy YouTube ca bóng riêng bộ nhóm tư rui ăn được vọt phong bộ ổn mơ nhóm hói bộ ổn cho ta vọt hay bao mình toàn chạy cắt bóng ôn riêng can cả riêng sắt sọ riêng can cân trai đòi khuôn ai có bao bóng ôn mình riêng can thế vì ở thời tuột thì ca riêng cắt sọ này sống khăn lư cả cán cứ nâng
ហើយការសັດសក់នឹងបងប្អូនបងប្អូនសັດសក់ខ្លួនឯងកើតប៉ុន្តែបងប្អូនសັດលក្ខណៈកាត់អីគេមិនមែនដូចយើងសັດយើងសັດសក់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនការសັດសក់កាត់នេះបើបងប្អូនសັດត្រូវគឺកាត់ទៅមានស្នាមមុខកន្ត្រៃហ្មងបើយើងចេះដឹងរបៀបសັດរបៀបកាត់យើងសັດយ៉ាងណាក៏កាត់ទៅអត់មានមុខកន្ត្រៃដែរអញ្ចឹងហើយបាទលក្ខណៈសັດគោសំខាន់ដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនរៀនបាទរៀនអនុវត្តទៅហើយ បងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំបន្ថែមទៅបងប្អូននឹងយល់បានខ្លះៗມັນច្រើនក៏បានតិចតួចដែរបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនចេះມັນលាក់ទេហ្នឹងហើយម៉ូតហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់លក្ខណៈបែបហ្នឹងទម្រង់ក្បាលនេះបាទបាទយើងកាត់ជើងសក់ខ្លីបាទគឺក្បាលគាត់អត់ត្រូវទេបាទកាត់សក់ខ្លីគឺយើងរុញជើងក្រោមហ្នឹងស្មោឡើងលើខ្លាំងពេក គឺសក់របស់គាត់ទម្រង់ក្បាលរបស់គាត់គឺអត់សមទេបងប្អូនហ្នឹងហើយកោបាទការកោនេះបងប្អូនត្រូវបាទសំខាន់បងប្អូនត្រូវរៀនអនុវត្តដៃឲ្យស្ទាត់បាទហើយរៀនឲ្យស្ទាត់ហើយយើងរៀនកោបាទរៀនកោខ្លួនឯងរោមជើងរោមដៃអីហ្នឹងថ្នមៗហើយបើបងប្អូន មិនតวนស្ទាត់ទេបងប្អូនយកវត្ថុអ្វីមួយឬខ្នើយបងប្អូនដាក់ខ្នើយទៅកោកោទៅយើងដើម្បីចង់ដឹងដៃយើងវាអាចជ្រុលអីបើជ្រុលមុតខ្នើយហើយបើជាពិសេសបងប្អូនមានពេតប៉ោងបងប្អូនសបពេតប៉ោងមួយទៅរួចដាក់ម្សៅទៅកោកោឲ្យជ្រះម្សៅនឹងអស់ទៅយើងអាចកោថារួតដៃហើយអាហ្នឹងយើងអាចកោឲ្យភ្ញៀវបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបាទលក្ខណៈរៀនកោហ្នឹងគឺបងប្អូនរៀនកោទៅលើវត្ថុអីផ្សេងៗសិន ឆ្អាលមកកោនឹងភ្ញៀវរបស់យើងបើយើងអត់ទាន់ស្ទាត់ដែរអាចកោទៅមុតគាត់ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងអន់សុពលចិត្តយើងបាទហើយវីដេអូនឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់